Người ta nói rằng là trong buổi tiệc rượu ngon là để sau cùng, những bài hát hay thì để sau cùng, con cũng để dành hai bài. Đầu tiên con xin được gửi đến cho quý vị nào đón nhận chai rượu này về với giá tiền đó là 2.500 đô la Mỹ. 2.500 lần thứ nhất. Dạ, có cánh tay nào để chia sẻ phần quà tối hôm nay? Chai rượu 2.500 lần thứ nhất. Có một cánh tay rồi. Thắng và chị Thương trả giá chai rượu đầu tiên là 2.500 đồng. Bữa nay có ai trả giá cao hơn 2.500 không ạ? Nếu không thì là anh Thắng sẽ ôm luôn chai đầu tiên đấy. Dạ. Vâng, 2.500 lần thứ nhất. 2.500 lần thứ hai. Và chúng ta sẽ có 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 rưỡi. 1, vâng, 2.500 là giá cuối cùng sự chia sẻ của gia đình anh Thắng. Bây giờ xin mời chị Hương Lan trao chai rượu này cho gia đình của anh chị. Dạ, thực ra thì ở đây cộng đồng người Việt ở đây các trang rất là thương yêu nhau. Thành ra cái bàn đó là hai anh chị. Hai anh chị. Chị Thương và anh Thắng, đồng thời anh Trung và chị Mơ. Dạ, xin mời hai gia đình anh chị lên đây chụp tấm hình lưu niệm với cha. Dạ. Với ca sĩ Hương Lan. Dạ. Tấm ấp đỡ rồi cha ơi. Xin mời mời gia đình hai gia đình anh chị. Dạ. Nhân dịp này có cái tấm hình để lưu niệm luôn. Dạ. Rồi. Lên đi chị. Rồi, vâng, cảm ơn anh. Dạ. Cảm